Hai năm trước, các đặc vụ liên bang đã bắt giữ một người đàn ông tại Nevada vì tình nghi đăng ảnh lạm dụng tình dục một bé gái 7 tuổi. Lực lượng chức năng đã nhận dạng được người đàn ông này chỉ nhờ vào một tấm hình duy nhất và đối chiếu nó với một bức ảnh được tìm thấy bởi Clearview AI, một dịch vụ nhận diện khuôn mặt có khả năng giả soát 3 tỷ bức ảnh trên mạng Internet. Hắn ta xuất hiện trong một bức ảnh của ai đó tại phòng gym qua một chiếc gương. Họ đã có thể tìm được phòng gym và nhận dạng được nghi phạm. Công ty này cho biết hơn 3.000 cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ đã triển khai sử dụng phần mềm của hãng. Đây là phần mềm sử dụng thuật toán tiên tiến nhằm nhận dạng và khớp các khuôn mặt. Trung sĩ Jason Webb, hiện đang công tác tại Sở Cảnh sát thành phố Oxford, Alabama cho biết công nghệ này đang tạo nên sự khác biệt. Tôi biết rất nhiều vụ đã được giải quyết nhờ vào phần mềm này, rất nhiều đứa trẻ đã được bảo vệ nhờ vào nó. Tuy nhiên, anh bổ sung thêm. Bạn không thể chỉ dựa hoàn toàn vào kết quả nhận diện khuôn mặt để có được chatbot của tòa. Điều tôi sẽ làm đó là tập trung vào quá trình điều tra, rồi sau đó sử dụng những công cụ khác mà chúng tôi có. Và nếu phát hiện đúng nghi phạm, chúng tôi phải chứng minh được. Phần mềm này cũng giúp lực lượng chức năng nhận diện các nghi phạm chiếm Quốc hội Mỹ hồi tháng Giêng, theo lời công ty này cho biết. Lực lượng chức năng có thể nhanh chóng nhận dạng chúng và giảm thiểu những giả thuyết không chính xác, đồng thời đẩy nhanh tốc độ điều tra. Tuy nhiên, các công ty mạng xã hội và những nhóm cổ suý nhân quyền cho rằng thứ phần mềm quyền lực thế này có khả năng vi phạm quyền riêng tư của người dân. Ngay cả khi công nghệ nhận diện khuôn mặt hoạt động hiệu quả, nó cũng mang tới những nỗi lo ngại lớn về mặt chính quyền có khả năng giám sát chúng ta thông qua tất cả mọi mặt của đời sống. ACLU cũng như các tổ chức nhân quyền khác cũng bày tỏ lo ngại về việc những công nghệ như thế này rơi vào tay những chính quyền đàn áp người dân. Viễn cảnh này thật đáng sợ, đặc biệt là những gì đang diễn ra tại Trung Quốc, nơi mà chính quyền đang cố gắng theo dõi nhất cử nhất động của người dân. Cô nói, ít nhất cần có sự giám sát và những quy định đặt ra. Từ giờ cho tới lúc đó, cô ủng hộ cấm tuyệt đối cơ quan chức năng sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Sáng lập viên của Clearview cho biết, phần mềm của hãng Anh bao gồm nhiều hướng dẫn. Lúc nào cũng có những dòng nhắc nhở khách hàng nói rằng bạn không thể sử dụng phần mềm này như công cụ duy nhất để tiến hành bắt giữ. Và anh này cho biết, công ty của anh chỉ hạn chế đối tượng khách hàng phần lớn trong chính phủ và lực lượng chức năng tại Mỹ tính tới thời điểm hiện tại. Và trong bối cảnh, những cuộc tranh luận xung quanh việc sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt đang tiếp diễn, một số người trong lực lượng chấp pháp hy vọng có thể tiếp tục sử dụng công nghệ này. Nếu bạn có thể dùng nó để nhận diện một người mất tích hoặc truy lùng những kẻ đang gây hại cho trẻ em, thì rất đáng dùng. Hurting a child, it's all worth it.